đây là khô cá khoai nè quý khách ơi. Cá khoai này á, mình nướng lên xong mình chấm mắm me, mình đập đập nó ra chấm mắm me rất là ngon nha. Khô cá khoai này là 1 ký 55 con đây nè, hạn cân đây 5 con. 5 con mà nó 95 gram rồi. Một con nữa vô 6 con thì nó 110 gram, như vậy 1 ký nó có khoảng 5 con rưỡi thôi. 1 ký nó khoảng 55 con thôi. Cá khoai này bự nha quý khách, 350 một ký. Cá khoai này tại sao giá nó như thế này là tại vì làm cái con cá khoai nó có nước trong người, nó nước nhiều lắm nên là khi mình phơi lên nó sẽ hao ký rất nhiều. Bình thường 1 ký các loại cá khác là 4 ký khô tươi mới ra được 1 ký khô, cá khoai này chắc phải 5-6 ký mới ra được 1 ký khô như vậy nè. Là 1 ký cá khoai tươi hiện giờ nó cũng khoảng 130 một ký rồi, nên cái này là người ta phơi từ trên biển luôn nên mới được giá này nha quý khách. Khô cá khoai, cá khoai này cá khoai lớn nha, nó có cái loại nhỏ hơn nữa nó rẻ tiền hơn, nhưng mà chỉ bán loại lớn thôi. Loại lớn này 5 con một ký đây, một bó một ký, 1 ký là một bó như thế này, rất là nhiều nha. Nướng lên xong rồi chấm mắm me ăn là mồi bén luôn á. Cái sách mà còn dùng thì alo Hoàng Giao nha.